Lương Tam Quang thăm Đức, một quyết định lợi bất cập hại của Tổng Bí thư Tô Lâm. Mục đích của chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 26 đến 29 tháng 10 của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, theo truyền thông nhà nước cho biết là nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật. Bộ trưởng Quang đã hội đàm với nội vụ của cơ quan tình báo Đức để trao đổi thông tin và phối hợp trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên thảo luận về việc hợp tác điều tra, truy bắt các đối tượng truy nã và chuyển giao người bị kết án tù. Tuy nhiên, như Thời báo.de đã khẳng định, chuyến thăm Đức của Bộ trưởng Lương Tam Quang đã thất bại. Cụ thể, ông Lương Tam Quang đã không đạt được mục đích dẫn đầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam, mặc dù phía Việt Nam đã đặt vấn đề sử dụng Trịnh Xuân Thanh để đổi lấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngoài ra, phía Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện cho công ty Siemens, một tập đoàn lớn của Đức, nhận hợp đồng trong phần xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì Cộng hòa Liên bang Đức là một nhà nước pháp quyền với hệ thống chính trị tam quyền phân lập, do đó chính phủ Đức phải tôn trọng pháp luật của đất nước họ. Hơn nữa, vì bà Nhàn đã có quy chế tị nạn, cho nên nghiễm nhiên bà được luật pháp Đức bảo vệ. Vụ việc của bà Nhàn từ lâu đã được công luận quốc tế đánh giá là một vụ án mang tính chính trị. Đó cũng là lý do khiến Cộng hòa Liên bang Đức không bao giờ chấp nhận đổi trác như đề nghị phía Bộ Công an Việt Nam đưa ra. Đây là một bài học cho Tổng Bí thư Tô Lâm và đàn anh thân tín của ông tại Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang về việc cần phải đối xử theo đúng luật pháp với người dân Việt Nam nói chung và các quan chức nhà nước nói riêng. Bộ máy hành chính không thể đưa ra các quyết định tùy tiện như lâu nay. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đều là những đệ tử thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm vì lợi ích cá nhân muốn qua việc bắt giữ bà Nhàn để hạ được bằng được Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời hạ luôn ông Phan Văn Giang để đưa tướng Hoàng Xuân Chiến lên thay. Mới đây nhất, nguồn tin nội bộ của Thời báo cho biết Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, lãnh đạo cấp cao của quân đội, đã không có tên trong danh sách ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây được cho là các phản ứng mới nhất của tập thể lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Vẫn theo nguồn tin nội bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đang mắc bệnh gan rất nặng, nhưng vị lãnh đạo quân đội này đã chuẩn bị phương án dự phòng. Theo đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cường sẵn sàng thay thế cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với lý do không để chức vụ này rơi vào tay tướng Hoàng Xuân Chiến, một đồng minh thân cận của Tổng Bí thư Tô Lâm. Những tính toán sai lầm của ông Tô Lâm vừa kể trên sẽ càng khiến cho mối quan hệ được cho là hết sức tốt đẹp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Phan Văn Giang sẽ càng bền chặt hơn. Ông Chính là một nhân vật thân Bắc Kinh. Thời gian gần đây, ông đã có nhiều biểu hiện tạo điều kiện cho Trung Quốc trong các hoạt động kinh tế với Việt Nam. Do đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm cử Bộ trưởng Lương Tam Quang sang Đức để tìm cách đưa bà Nhàn về Việt Nam không chỉ đã thất bại mà còn lợi bất cập hại, có thể khoét sâu mối bất đồng trong nội bộ của các đàn em thân cận với ông bà Dũng. Điều này sẽ dẫn đến sự suy yếu quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ xử lý bộ máy nhà nước 3 trong 1 quá cồng kềnh như thế nào? Trong những ngày gần đây, mạng xã hội của người Việt Nam đã xôn xao trước điều phàn nàn của Tổng Bí thư Tô Lâm khi cho rằng bộ máy cứ cồng kềnh hiện nay thì làm sao chịu được. Truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày 31 tháng 10, nêu ý kiến thảo luận tổ của Quốc hội, ông Tô Lâm đã cho rằng bộ máy nhà nước hiện nay quá cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, do đó phải sắp xếp, phải tinh gọn lại. Theo ông Tô Lâm, hiện nay, ngân sách nhà nước đang chi khoảng gần 70% chỉ để trả lương, chi thường xuyên phục vụ cho bộ máy hoạt động. Ngân sách đã nuôi nhau hết, còn 30%, còn tiền đâu thì có thể phát triển, lo củng cố quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội đây. Công luận thấy rằng, trong khi ở các quốc gia khác, chi phí thường xuyên cho các hoạt động của bộ máy nhà nước cũng chỉ trên dưới 40%. Số còn lại trên 50% ngân sách sẽ được sử dụng để phục vụ cho phát triển như quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, an sinh, xã hội. Đó là chưa kể thâm hụt rất lớn do tình trạng tham nhũng, hối lộ của các quan chức lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Cách đây hơn 30 năm, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế cũng được phát biểu trước Quốc hội như sau: ngân sách của ta phải nuôi đến 3 bộ máy thì sức nào chịu cho được. Được biết, 3 bộ máy mà cựu Bộ trưởng Hồ Tế nói đến đó là bộ máy đảng, bộ máy nhà nước và bộ máy các đoàn thể, quần chúng, mặt trận tổ quốc, và thực chất là cánh tay nối dài của đảng. 3 bộ máy vừa kể trên rất cồng kềnh và cần chi phí nuôi dưỡng rất tốn kém. Theo đó, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức từ trung ương đến tận thôn xóm và bộ máy chính quyền cũng tương tự như vậy. Bên cạnh đó, bộ máy đoàn thể, quần chúng, mặt trận tổ quốc
tưởng như để trang trí cho vui, nhưng cũng tiêu tốn một kinh phí rất nặng nề. Đáng kể nhất, cái gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng có bộ máy từ trung ương xuống tận xã, phường và đều ăn lương từ ngân sách. Chưa kể đến các hội nhà văn, hội sân khấu điện ảnh mang tính chuyên ngành, vậy mà cũng có bộ máy từ trung ương xuống đến cấp tỉnh. Vào năm 2019, ông Hữu Thỉnh là Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã từng vui mừng tuyên bố: "Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta. Đây là hệ quả của chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo toàn diện, bao trùm đến hết tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội. Việc tinh giản bộ máy nhà nước đã được hô hào suốt mấy chục năm qua, nhưng chẳng thấy tinh gọn hơn, mà ngược lại chỉ thấy phình to hơn trước." Công luận thấy rằng chưa từng có Tổng Bí thư nào của Đảng dám mạnh dạn công khai nói ra sự thật này như ông Tô Lâm. Nhưng tại sao Bộ Công an dưới thời của cựu Bộ trưởng Tô Lâm từ năm 2016 cho tới đây đã chi ngân sách lớn hạng thứ hai chỉ sau Bộ Quốc phòng? Cụ thể, chi ngân sách cho công an là hơn 113.000 tỷ đồng, gấp 13 lần ngân sách cho y tế và giáo dục. Điều đó cho thấy những tuyên bố hay phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm hoàn toàn mang tính chất tùy hứng, không phải là những chủ trương sâu rộng và mang tính chiến lược. Vậy tại sao một bộ máy như nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn tồn tại cả mấy chục năm qua? Đây là câu hỏi được đặt ra. Câu trả lời đó là người dân Việt Nam đã bị nhà nước bắt buộc giảm các tiêu chuẩn an sinh xã hội mà lẽ ra họ phải được hưởng. Việc cắt giảm ngân sách chi cho y tế và giáo dục và đưa ra cái gọi là xã hội hóa y tế và giáo dục. Ngoài ra, dễ nhận ra nhất là việc tăng giá điện thường xuyên. Tất cả các việc làm kể trên nhằm mục đích duy trì sự tồn tại của một bộ máy nhà nước 3 trong 1, quá cồng kềnh và thiếu hiệu quả như ngày nay. Tại sao du học sinh Việt Nam khi học xong lại không muốn về nước? Du học là một ước mơ lớn của giới trẻ Việt Nam từ xưa tới nay, nhưng đa số các du học sinh khi có cơ hội du học ở nước ngoài sẽ chọn con đường ở lại. Đây là vấn đề nạn chảy máu chất xám và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp phát triển kinh tế và chính trị xã hội tại Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 10, tờ báo Vietnam Express đưa tin khoảng 80% du học sinh tự túc không về nước. Bản tin cho biết theo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, có khoảng 70-80% du học sinh tự túc ở lại nước ngoài làm việc sau khi học xong với lý do vì thu nhập cao, đãi ngộ tốt. Một trong những cuộc thi vinh danh nhiều nhân tài như đường lên đỉnh Olympia Việt Nam, nhưng thường được gọi trạch đi là đường lên đỉnh Olympia cho nước Úc. Vì cho đến nay, trong số các nhà vô địch Olympia được du học ở nước Úc, chỉ có 3 nhà vô địch chịu trở về Việt Nam. Trường hợp nam sinh viên nổi tiếng Chu Ngọc Quang Vinh, người tham gia chương trình đường lên đỉnh Olympia đã công khai tuyên bố như sau: "Mục tiêu của em là tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài." Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Úc, tính đến tháng 7 năm 2024, có khoảng 37.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại đây, xếp ở vị trí thứ 5 trong số sinh viên quốc tế du học tại Úc. Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hòa trước đây đã từng đặt câu hỏi tại nghị trường Quốc hội về việc vì sao đa số sinh viên Việt Nam đi du học và chọn con đường ở lại. Ông Hòa cũng dẫn chứng việc các học sinh nhận được học bổng sang Úc du học từ cuộc thi đường lên đỉnh Olympia và đa số trong số họ không quay về nước sau khi kết thúc chương trình này. Tuy nhiên, cho đến nay, nhà nước Việt Nam vẫn chưa tìm được câu trả lời cho công luận. Qua tìm hiểu, phóng viên nhận thấy nhiều sinh viên Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình ở nước ngoài quyết định không trở về nước vì một số lý do như sau: ở các nước phát triển, cơ hội làm việc và mức thu nhập cao hơn đáng kể so với Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực kỹ thuật cao như công nghệ thông tin, y tế, tài chính và nghiên cứu khoa học. Ở lại làm việc cho các quốc gia phát triển không chỉ giúp cho họ có nguồn thu nhập cao mà có cơ hội để học hỏi và phát triển khả năng, kỹ năng chuyên môn trong môi trường quốc tế. Nhiều du học sinh cho rằng các quốc gia phát triển có điều kiện làm việc và cơ sở vật chất, văn hóa, công sở tốt hơn, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân. Ở tại nước ngoài, họ có cơ hội phát triển sự nghiệp ổn định hơn và các chính sách đãi ngộ, phúc lợi tốt hơn ở Việt Nam rất nhiều. Các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc hay nhiều nước châu Âu có các chính sách định cư hấp dẫn, cho phép sinh viên nước ngoài sau khi học xong có thể ở lại làm việc và nộp đơn xin thẻ cư trú. Quyền lợi này giúp cho các học sinh có cơ hội trở thành công dân hoặc cư dân lâu dài, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, một số vấn đề hấp dẫn và thu hút học sinh sinh viên Việt Nam muốn ở lại đó là dịch vụ công sở như hạ tầng, dịch vụ y tế, giáo dục và an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi môi trường sống tốt hơn rất nhiều cho gia đình của họ. Sau một thời gian sống học tập ở nước ngoài nhiều năm, nhiều du học sinh đã quen với văn hóa, lối sống và xã hội nước sở tại. Việc quay trở lại Việt Nam có thể gây khó khăn, trong khi ở lại nước ngoài có thể giúp họ
duy trì lối sống mà họ cảm thấy phù hợp. Người Việt Nam có câu đất lành chìm đậu, và có người ta cũng đâu cũng vậy, ở đâu có môi trường sống tốt, an toàn và bình yên, mọi người sẽ chủ động tìm đến để nương náu, sinh sống. Hy vọng đây là câu trả lời của Thời báo chấm đê trong Tổng Bí thư Tô Lâm và ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để hiểu ra các giải pháp thiết thực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tại sao du học sinh Việt Nam sau khi du học lại không muốn về nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề.